Chào các bạn. Hôm nay trong chuyến du lịch Phú Quốc thì mình có ghé quán hải sản Bách Phú An. Nó nằm ở số 251 đường 30 tháng 4, Dương Đông, Phú Quốc. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn những món đặc sản ở đây nhé. Tháng 4 vừa rồi mình 25 rồi. Cảnh ở đây rất là mát mẻ. Anh yên bình. Cho em biết tên của anh được không? Dạ em tên Trương chị ạ. Anh Trương là chủ quán đây. Dạ đúng rồi. Thì nhờ anh giới thiệu cho mọi người biết là ở đây mình có những cái món đặc sản như thế nào và giá cả sao để cho mọi người khi mà đi du lịch đến Phú Quốc thì biết được để mà ghé đây thưởng thức ạ. Dạ vâng. Cái nhà hàng của em á thì ở Phú Quốc thì cũng có rất là nhiều hải sản và em có một vài món hải sản mà có thể là nó rất là hiếm và rất là ngon. Ví dụ như là ở em là có nhau trâu. Cái con nhau trâu đây là con ở dưới biển và ăn thì lần đầu. Có nhiều người nói nhau trâu là tưởng là nhau của con trâu nhưng mà không phải. Con này dưới biển đang nó có độ giòn sực và rất là ngon. Thì giá nó chừng khoảng 129.000 một phần. Hoặc là con bên lông. Con bên lông thì cái thịt của nó giống như là cái con hải sâm nhưng mà nó tròn. Thì người ta gọi là như trái banh, nó tròn như trái banh, người ta gọi bên lông. Và ăn cái con này nói chung cũng rất là tốt cho sức khỏe. Hoặc là nhiều món ghẹ, cá, tôm, cua, mực thì rất là nhiều loại, như rất là nhiều loại khác. Bên cạnh đó thì bên em có ngoài hải sản thì có món gà, gà 5 món là gà rẫy ở Phú Quốc đây. Một con gà để em làm 5 món thì rất là ngon. Thì nếu mà anh chị nào có dịp ra Phú Quốc thì cứ ghé nhà hàng em mua và sẽ biết là những món ăn ngon ở Phú Quốc. Và đi theo anh Trương để khám phá quán bánh Bách Phú An nha các bạn. Rồi, không gian ở đây rất là thoáng mát, có nhiều cây xanh và có những cái khu ăn riêng như thế này. Rồi có cả khu ngoài trời nữa. Đây có anh chủ quán sẽ giới thiệu một số món đặc sản nè. Thì sò quạt nướng mỡ hành rồi. Hai con bánh lắm cũng là hải sản luôn. Thì ví dụ như tôm, cua, cá mực thì cũng có nhưng mà nó bình thường. Còn cái con nhau trâu với con bánh lông nó là hai con nó cũng mới và lạ. Giá con nhau trâu là 129.000 mình sầu lăn, 149.000 mình nhúng mẻ. Còn cái con bánh lông thì 129.000. Dạ không, nhỏ thôi ạ. Dạ con nhỏ nhưng mà tức là em sắc nó ra đĩa từng phần. Ví dụ 4 người lớn ăn bao nhiêu con? Dạ, cái đây không tính con, cái đây mình em tính phần, tính đĩa. À vậy hả? Dạ. Thôi làm cái đó đi. Dạ đúng rồi. Bây giờ em vào đúng giá trị một dĩa. Dĩa đây đúng rồi. Cho một phần ở đây. Một, hai, ba, bốn. Rồi không có thì mình ăn vẹm đi. Vẹm nó giống của New Zealand. Nó mập mà nó không vẹm là con. Chim chép mà. 3, 14, 15. Nó to chứ không phải nó nhỏ, nó to chứ mình ngon chim cái. Mình ăn chim cái. Nó là con vẹm hay là đây là nó dưới biển á. Câu là có cái màu đỏ gì đó cô? Đó là hạt sa ri của mình, cà ri. Cà ri. Một cà ri. À. Xả, ớt. Ừ. Giống như là nấu cà ri vậy đó. À, nấu như mình xào cà ri đó. Cái này nó rất là giòn. Nó có dai không cô? Nó không dai, nó giòn. Nó giòn lắm. Cái con này khi còn sống thì cái thân mình của nó như thế nào ạ? Nó như cái bông vậy đó, nói chung ra là nhau trâu này là nó ở dưới biển. Nó như cái bông biển vậy đó. À, nó có bông cái, biển. Nó có cái giáp sát phủ bên ngoài. Ờ nè nè, nó không, nó chỉ là gì thôi, nó đâu có. À, nó chỉ vậy thôi. Đây là một con đó hả cô? Đây con đó, nó bông nó khoảng lớn vậy nè. Một con cũng tương đối to đó ha. À. Rồi, sau khi mà xào sơ thì cô có bỏ sữa tươi nữa. À, bỏ sữa tươi vô. Cái này mình chấm với bánh mì ăn cũng ngon lắm. Cái đây là cái cách chế biến của miền nào vậy cô? Cái này ở đây nè, Phú Quốc hả? Của Phú Quốc, đặc sản của Phú Quốc. Phú Quốc đó à? À, nhưng mà không chế biến như hải sản thông thường mà là nấu với lại cà ri và có sữa đặc. Mình cũng nêm gia vị bình thường. Nêm gia vị, muối, đường, bột nêm, bột ngọt. Rất là thơm, nghe mùi cà ri rất là thơm. Cho hành tây ớt xanh vô, cho hành tây và ớt xanh nữa. Rồi. Cho thêm một chút nước. Như mình thấy cảm thấy nó sạch sạch vậy đó. Tại vì nó có chất sữa, nó phải sạch sạch. Cái này có thể ăn với bánh mì được. À, bánh mì ngon. Cái này nó làm chấm bánh mì là ăn ngon lắm. Đó.
gần như là cái món này chỉ có ở Phú Quốc mới có. À, đúng rồi, cái này là cái cũng như là cái rong biển, cái tảo biển chỉ là Phú Quốc mình có thôi. Rồi xong rồi dạ, khi mình chế biến xong rồi con cho một chút xíu ngò gai bên đây nè, để dễ ngò gai cho. Dạ, con cho miếng đậu phộng lên rồi. Rồi rắc đậu phộng lên quá chừng thơm và hấp dẫn rồi đây, ngon, rất là ngon nha các bạn, ngon lắm, nhìn thôi là đã thấy thèm rồi. Trời, món nhau châu đã ra rồi. Món gì vậy? Nhau châu. Hả? Nhau châu. Chế biến lạ lắm nha. Bà la đi. Anh thấy sao anh? Anh thấy ăn nó như thế nào? Được, ngon. Có dai lắm không? Dường mình gấp cho mà sao vậy? Mấy khuê qua đó, qua dường mình. Món gì em? Nấm chàm. Nấm chàm hải sản. Nấm chàm hải sản. Gừng, trong gừng nó chị vậy đó. Đây là mát. Muốn ăn vậy thôi, không có bún gì. Vậy vô, đồng rau bồng tơ đi. Lấy anh rau bồng tơ, em bỏ vô anh ăn đi. Có bún không? Dạ có. Rồi, nấm chàm. Luôn. Dạ, nấm chàm đặc sản Phú Quốc ha. Cái này là mình ăn, mình có nấm rồi sẵn hết trơn, rất là nhiều quá. Ok. Hải sản là có những cái gì ở trong đó vậy em? Anh ơi, mọi nhỏ lửa nấm không à? Tôm, mực và là nấm. Tôm, mực đúng, và nấm. Ăn đi, đã rồi. Múc cho em một giá lên thử chị hả? Ừ, đúng rồi, súp. Đây là súp. Rồi, mấy chị kia đâu? Vô đây. Múc vô quỷ. Cái gì múc vô chén cái cơm. Chén em. Là ngon. Chén. Sợ cái này quý nấm mà. Này lạ. Ăn cơm vô nó nấm này lạ ha. Ở Sài Gòn không thấy có. Thôi tắt bếp đi Dương Minh nha, ngồi ăn nóng quá ăn không nổi. Nấm rất là lạ, nấm nó dẹp dẹp. Con vẹt này nó có vẻ mập hơn ở nơi khác. Bếp đang chuẩn bị món vẹm hấp xả. Tôi là bắt đầu bỏ vẹm vô. Vẹm hấp xả. Này nó phải cho lửa như kêu. Cái vẹm này so với những vùng khác nó khác sao vậy cô? Cái vẹm này nó đặt ở chỗ mà Nha Trang nè. À, vẹm Nha Trang. Ờ, thành thử ra nó bự, nó ngon lắm. Con này nó rất là to. Nó bán ở trong công ty á nha, chứ ngoài không có vẹm này đâu. Dạ, đúng rồi. Nè. Ngoài chợ, ngoài thị trường là có thấy những con vẹm to như thế này. Nhỏ xíu à. Có những con vẹm nhỏ xíu chỉ bằng ngón tay thôi. Ờ, đúng. Đây là lần đầu tiên con được thấy con vẹm to như vậy đó. À, theo như cô đầu bếp nói thì cách chế biến món này là phải để lửa nhỏ để cho nó thấm gia vị và thấm cái hương vị xả vào đây. Đóng gì? Có bột mì, đóng gì? Mắc kiều, nhiều không? Đây, cái nồi vẹm nó đã sôi. Để lửa nhỏ và để sôi lăn tăn như thế này. Thì món vẹm xanh đã chín. Con vẹm sau khi chế biến nó cũng không bị teo đi bao nhiêu đâu các bạn. Vẫn còn giữ được nguyên con vẹm. Nó giòn ha cô? Nó hơi giòn giòn, nó dai. À, con này sẽ ăn chấm với muối tiêu chanh. Là con vẹm hấp xả. Còn đây là gia vị để nướng hào. Trong này hình như là có phô mai phải không anh? Phô mai với lại sa tế hả? Phô mai với dầu điều. Dầu điều hả? Có cây không? À, không cây. Trứng gà. Có cả trứng gà nữa. À, đó là bí quyết để làm cho cái món hàu nướng ở Phú Quốc nó được ngon và đặc biệt hơn những nơi khác. À, hàu thì gọi là hàu gì anh? Hàu sữa. Hàu sữa. Đó, những con hàu sữa nhỏ và rất là tươi. Đó, mình ở đây là nhân viên làm bếp sẽ nướng con hàu.
cho nó gần chín thì mới bỏ phô mai vô đúng không? Chín bỏ phô mai thì nó khô con hàng. Nướng cái chả ốc luôn. Đổ gia vị vô. Hột gà với phô mai. Phô mai. Dầu điều. Đây, và quán có một cái đặc biệt là đầu bếp là nữ nha các bạn. Thường thì mình đi là hầu như hơn 90% là đầu bếp nam. Thì ở đây có cô đầu bếp nữ, rất là cá tính ha. Cô rất là vui tính. Cô 65 tuổi rồi. Dạ. Cô tên gì vậy cô? Cô tên Phùng. Cô tên Phùng. Cô là người ở đâu ạ? Ở miền Tây, Cần Thơ. Cần Thơ. Rồi cô là có quen anh chủ ở đây cho nên ra đây làm hay sao cô? Hồi xưa anh này là đệ tử của cô. À, là đệ tử, là cô truyền nghề đầu bếp cho. Rồi bây giờ ảnh lại mở quán ở đây và cô ra làm việc cho ảnh. Cô đã có kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi ạ? Ba mấy năm rồi. À, cô là có kinh nghiệm hơn 30 năm rồi. Làm nghề đầu bếp là vất vả lắm. Vả lắm, rồi cô biết rồi, cô không có chồng luôn, cô ở giá luôn. Con đi mấy chỗ khác không có nhau trâu đó đâu. Dạ không có, con mới ăn thử rồi. Nó hơi dai một chút. Và nó giòn, sực sực, rất là ngon. Đây. Cái này đặc sản. Cái này mình khò thêm để cho lửa nó nhanh. Nhanh lên, cho nó mau khô. Chế cái này vô. Bây giờ đầu bếp sẽ đổ phô mai vô, phô mai hột gà. Bí quyết để nướng hàu là phải nướng lửa lớn và đợi cho con hàu nó khô thì mới bắt đầu là đổ gia vị, đổ phô mai vô thì nó mới thấm và nhanh chín. Còn nếu mình nướng lâu nó sẽ bị mất cái độ ngọt và nó sẽ bị dai ha. Chuẩn bị chín rồi. Wow. Hàu đã chín. Vậy là sáng giờ mình cũng phục vụ đông khách lắm rồi hả anh? Làm sao anh? Đông khách. Đông à. À, đến giờ này cũng quán cũng hơi vắng rồi. Thì ban ngày có thể là sẽ đông hơn. Do đoàn của mình đi vào lúc 7 giờ 8 giờ cho nên là cũng đã hơi muộn rồi. Đây mình lấy tay mình ăn luôn. Ăn bằng tay mình cảm nhận được vị ngon. Chấm với lại muối tiêu. Có thực đơn đây em nè, em có menu đây nè. Ngon quá, mềm. Có menu đây rồi. Bây giờ con muốn ở đây hay sao? Gọi nướng tiêu xanh. Cô ăn ngay. Cầm luôn, cầm trên tay luôn. Đây một con hàu.
đó, cậy lên, cậy lên. Hơi nóng nha, phải thổi nha. Thật đó, công ty nguyện thực. Sao luôn lên mau xào á, xào. Ngon không? Ngon không con? Chấm mì đó. Con thấy nó béo không? Đúng rồi. Ừ. Đúng không? Mình có mấy sạch nè, con muốn để cho mấy đây. Sau khi mình ăn xong thì nhà hàng ra bill và mình thấy là giá cả rất là phải chăng nha. Hàu nướng phô mai 12 con giá là 25.000 một con đó. Cái món vẹm hấp xả là cũng 19.000 một con, một con rất là to đó. Rồi nhau châu xào lăng có 129.000 một dĩa, một dĩa là một con to. Giá ở đây thì mình thấy rất là hợp lý.